Xin được hoan hỉ chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với Phong Thủy Gia Cát. Thay mặt cho ban biên tập chương trình, kính chúc tất cả quý vị gặp nhiều may mắn, vạn sự hanh thông, phát tài, phát lộc. Quý vị thân mến, như vậy là năm cũ 2021 Tân Sửu đã qua và năm mới 2022 Nhâm Dần đã đến. Trong tháng 4 âm lịch này thì ai cũng mong muốn mình gặp được nhiều may mắn, đặc biệt là khi bước sang năm Nhâm Dần 2022. Thì mọi người đều nỗ lực cố gắng không ngừng để tìm kiếm những điều tốt đẹp, để xây dựng mọi thứ viên mãn nhất. Tháng 4 năm 2022 thì những gia chủ tuổi Ất Sửu sinh năm 1985 có vận may lội ngược dòng, được quý nhân tương trợ và thần tài chiếu cố nồng hậu. Cụ thể, trước khi bước vào tháng 4 âm lịch, con giáp này sẽ còn gặp được rất nhiều may mắn, công việc và cùng với đó là mọi kế hoạch đều được thuận lợi suôn sẻ. Ngoài ra thì tuổi Ất Sửu còn tìm được cơ hội tốt để thay đổi cuộc sống trong tháng 4 âm lịch này. Và trước khi bước vào nội dung cụ thể thì quý vị vui lòng hãy đăng ký ủng hộ chúng tôi bằng cách nhấn vào đăng ký kênh Phong Thủy Gia Cát và sau đó thì chọn vào tín hiệu quả chuông để không bỏ lỡ bất kỳ thông báo nào về các video của chúng tôi. Còn bây giờ thì xin mời tất cả quý vị và các bạn chúng ta cùng tìm hiểu nội dung chi tiết qua video ngay sau đây. Tử vi của những người sinh năm 1985. Sau đây là phần tổng quan của các quý gia chủ tuổi Ất Sửu sinh năm 1985 trong tháng 4 âm lịch năm 2022. Người tuổi Ất Sửu sinh năm 1985 mệnh Hải Trung Kim, tính cách sôi nổi, nhiệt tình, cuộc sống của họ cũng luôn bận rộn với rất nhiều sắc màu. Họ có nhân duyên vô cùng tốt, được rất nhiều người quý mến và giúp đỡ tận tình. Thời trẻ, họ may mắn được sống cảnh sung túc, tuổi trung niên mọi thứ đều ổn định, từ sự nghiệp tới gia đình đều không có gì phải lo lắng. Người này có tuổi già an nhàn, hưởng phúc lộc trời ban. Trong vận mệnh của người tuổi Ất Sửu có thể có một đôi lần gặp phải tai nạn bất ngờ ngoài ý muốn, song thương tật đều không quá nghiêm trọng. Khi tiếp xúc với người khác giới nên đặc biệt cẩn trọng. Nam giới nên tránh kết thân với phụ nữ đã có gia đình, nữ giới cũng không nên bầu bạn với người đàn ông đã có vợ để không vướng phải nguy cơ trở thành người thứ ba. Trong tháng 4 âm lịch, người tuổi Sửu sinh năm 1985 có thể tìm kiếm được một vài cơ hội khẳng định tài hoa của mình. Song vì không đủ cố gắng nỗ lực nên dễ bỏ lửng giữa chừng và nhất là khi phải đối diện với khó khăn. Ngoài ra bản mệnh cũng thường mắc sai lầm do sự chủ quan lơ là của mình khi thực hiện những công việc quen thuộc. Trên phương diện tình cảm, mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia chưa được thực sự ổn định. Hai người thường xuyên tranh cãi về những chuyện nhỏ nhặt, khiến bầu không khí gia đình trở nên căng thẳng. Để giữ gìn sức khỏe cũng như tinh thần lạc quan khi đối diện với khó khăn, bản mệnh nhớ chăm chỉ tập luyện thể dục thể thao, có chế độ ăn uống sinh hoạt điều độ, hạn chế tụ tập vui chơi, sử dụng chất kích thích, đồng thời tìm người chia sẻ tâm sự với mình. Xét về thiên can, Ất âm mộc gặp Ất âm mộc nên gọi là tỷ kiên, nghĩa là ti hòa với bản mệnh. Trong tháng này, những người tuổi Ất Sửu cần đề phòng có tranh chấp với anh chị em hoặc bạn bè người thân quanh mình. Cũng cần phải cẩn trọng có tiểu nhân quấy phá, sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến công việc mình đang tiến hành. Ngoài ra cần chú ý nghỉ ngơi, ăn uống điều độ, hoạt động thể dục thể thao, tránh quá sa đà vào công việc, khiến đầu óc căng thẳng, thân thể suy kiệt dẫn tới bạo bệnh. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Xem tử vi 2022 thấy rõ, vào tháng này cục diện bán tam hợp mang tới nhiều cải thiện tích cực trong sự nghiệp của tuổi Ất Sửu sinh năm 1985. Dự án hợp tác suôn sẻ, có quý nhân tương trợ, được bạn bè người thân giúp đỡ hết mình, sự nghiệp ngày càng phát triển mạnh mẽ. Gia chủ sẽ đón nhận nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp hơn, vận quý nhân lại vượng, các dự án hợp tác có nhiều lợi hơn, tỷ lệ thành công cao hơn. Gia chủ mưu sự dễ thành, chí lớn được thực hiện, nhiều không gian thăng tiến. Bản mệnh sẽ có nhiều việc khó khăn trở ngại trước đó, thì nay đã tìm được phương hướng phù hợp để khơi thông bế tắc, thu về kết quả vô cùng khả quan. Hơn nữa, gia chủ còn phát huy tối đa trí sáng tạo linh hoạt trong cách xử lý mọi công việc, nâng cao uy tín và sự trọng dụng của cấp trên cũng như sự đồng thuận của cấp dưới, con đường phát triển ngày càng hanh thông. Tuy vậy, trong tháng tử vi nhắc nhở tuổi Ất Sửu cần phải cẩn trọng kẻo gặp họa tiểu nhân. Công việc của bạn đang trên đà tiến triển tốt, vì thế mà có thể sẽ bị kẻ tiểu nhân dòm ngó. Bản mệnh cần phải thận trọng trong từng bước đi của mình, tránh việc bốc đồng sốc nổi hay chủ quan thiếu chỉnh chu trong công việc, nếu không dễ bị tiểu nhân lợi dụng sơ hở mà lấy mất vị trí của mình. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của Phong Thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ đều có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên quý gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy.
Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc, tài chính trong năm 2022 không có điều gì đáng phải lo ngại, thậm chí còn thu hoạch được những khoản lợi nhuận khá bất ngờ. Bản mệnh nhận được nhiều dự án hợp tác hơn và đa phần đều có nguồn thu khả quan. Nên nhớ quý nhân nâng đỡ mang tới không ít cơ hội tốt đẹp, nhưng quan trọng vẫn cần phải chủ động giành lấy về phía mình. Cũng cần phải chú ý tháng này không thích hợp để mệnh chủ Ất Sửu đầu tư vào các dự án bất động sản, nhất là các hạng mục có mức độ rủi ro cao. Nên nhớ, dù là làm bất kỳ việc gì, cũng không nên quá bảo thủ, chủ quan, cần lắng nghe ý kiến đóng góp của người thân, bạn bè, nếu không thì bạn sẽ mất tiền oan. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, tỵ, dậu, sửu, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho các gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, sức khỏe. Sức khỏe của con giáp Ất Sửu không có điều gì quá đáng lo ngại trong năm 2022. Dù đau ốm vặt khó tránh do giao mùa, nhưng đều là qua loa, sớm được điều trị dứt điểm. Dù vậy, bản mệnh vẫn nên chú ý rèn luyện sức khỏe thường xuyên để tăng cường sức đề kháng. Ngoài ra, chú ý đi lại cẩn trọng, đề phòng có tai nạn bất ngờ và nhất là phụ nữ mang thai, rất dễ nguy hiểm. Các quý gia chủ Ất Sửu hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, bát bảo tâm kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để có thể phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Ất Sửu. Thứ tư, mặt tình cảm gia đạo. Chuyện tình cảm của người tuổi này có dấu hiệu phát triển khá tốt đẹp. Người độc thân chinh phục được ánh mắt của bạn khác giới trong những buổi tụ tập bạn bè nhờ bản tính cởi mở và hài hước của mình. Bản mệnh sẽ quen được những người bạn chân thành, có cơ hội tìm kiếm được người như ý muốn. Người đã có gia đình nhìn chung gia đạo khá bình ổn, vợ chồng sống bên nhau khó tránh đôi lúc có xung đột, nhưng nếu cả hai đều nhường nhịn nhau, cùng chung tay bảo vệ hạnh phúc gia đình, thì chuyện lớn đến đâu cũng đều hóa thành nhỏ, vấn đề không còn nghiêm trọng nữa. Tuy nhiên, cần phải giao tiếp nhiều hơn với bạn đời và lắng nghe nhau. Hãy dành thời gian này cho vợ chồng và các con của bạn. Một chuyến dã ngoại sẽ khiến tình cảm gia đình được gắn bó hơn. Tổng quan tháng 4 âm lịch năm 2022, tháng Ất Tỵ, năm Nhâm Dần. Tháng 4 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 4 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 4 năm 2022. Tức ngày 1 tháng 5 năm 2022 đến 29 tháng 5 năm 2022 dương lịch. Tháng 4 Ất Tỵ có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa, tháng Tỵ lục hợp thân, tam hợp sửu và dậu thành kim cục, xung hợi, hình thân, hại dần, phá thân và tuổi Tý. Đối với người tuổi Ất Sửu, trong tháng 4 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 6 tháng 4 năm 2022, tức ngày 6 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Mùi, có nạp âm là Thiên Thượng Hỏa. Ngày âm lịch, ngày 18 tháng 4 năm 2022, tức ngày 18 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Tân Mùi, có nạp âm là Lộ Bàng Thổ. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Ất Sửu. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết và không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Ất Sửu trong tháng 4 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 11 tháng 4 năm 2022, tức ngày 11 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Tý, có nạp âm là Hải Trung Kim. Ngày âm lịch, ngày 23 tháng 4 năm 2022, tức ngày 23 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Bính Tý, có nạp âm là Giản Hạ Thủy. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phú long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại. Hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã cùng nhau phân tích xong về phần luận giải lá số tử vi cho những người tuổi 1985 trong tháng 4 âm lịch. Chắc hẳn quý vị cũng biết được mình cần phải làm gì cho tương lai, đúng không ạ?
Thông qua chương trình này thì chúng tôi cũng luôn mong muốn rằng quý vị hãy áp dụng những kiến thức mà Phong Thủy Gia Cát chia sẻ vào trong cuộc sống hàng ngày của mình để có thể thay đổi vận mệnh của mình trở nên ngày một tốt hơn, thành công hơn. Cảm ơn tất cả quý vị đã luôn quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Xin mến chào và hẹn gặp lại!